Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và anh em thấy gì trên màn hình hay không nào? Mình đang sở hữu một cây kiếm siêu to, khổng lồ mấy bạn ơi. Cây kiếm của mình vừa dài vừa to, mấy bạn thấy ghê không? Đó. Có bạn nữ nào thích kiếm dài không? Thôi giỡn các bạn cho vui thôi. Thật ra cây kiếm này á, là trong một lần mình với Andro đi đánh tháp quái. Ok vậy? Hình như nó mới lag map rồi thì phải. Thì mình với Andro đánh tháp quái các bạn. Thì bọn mình đã kiếm được cây kiếm này. Thì cái kiếm này gọi là khá là đẹp. Bởi vậy cho nên là mình đã xin Andro và Andro đã tặng cho mình cái kiếm này. Thì trong tập này mình không biết là mình sẽ làm gì cả, nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình sẽ chế tạo cho mình những cái gọi là giáp nè, hoặc là kiểu gậy phép thuật nè. Tại vì mình thấy là mình có một số cái nguyên liệu có thể chế tạo được gậy phép thuật các bạn ơi. Ok. Bọn mình trong lúc mà bọn mình không quay video á, bọn mình đã kiếm được khá đồ ở đây. Bây giờ mình sẽ gọi là chế tạo cho mình một cái gọi là những cái vũ khí gọi là ở trong cái game này mà mình không biết nó như thế nào. Đó. Để mình xem coi. Thì mình có đi kiếm một ít gọi là que quỷ lửa. Hồi nãy có kiếm ở trong cái tháp, hình như có que quỷ lửa thì phải. Để mình xem coi. Đây, que quỷ lửa đây. Mình kiếm được khá que quỷ lửa. Và mình sẽ chế tạo cho mình những cái vũ khí gọi là gậy phép thuật anh em ơi. Chế tạo gậy phép thuật nha. Đó, nghe hấp dẫn không? Ôi, có tiếng con rồng hay con gì vậy? Ồ, mấy bạn ơi, mình nghe tiếng con gì bay bay thì phải. Ủa rồi, anh nghe tiếng con gì bay bay không? Ô, có một con chim ơi, lấy thịt thỏ ra không ơi, lấy thịt thỏ ra, lấy thịt thỏ. Ok, thỏ đây. Xuống đây. Ơi. Vãi nồi, chết queo rồi, từ xuống lại. Ê à. Nhanh xong. Xuống rồi, thịt thỏ đây. Qua liền, để tí. Ơi. Đây, men thịt thỏ rồi nè, anh đâu? Đây. Ơi, chim ơi. Ê, làm sao? Lại gần okay. thả thịt thỏ xuống. Ok. Chim ơi, chim đừng bay. Ở lại đi, trời ơi. Chim. Ở chỗ này được chưa, chỗ này được chưa? Chưa, lại gần thế nữa. Thả xuống. Ủa sao không lại? Gần tí nữa. Chim ơi, đừng đi à, chim ơi. Đừng bay đi chim ơi, quay về đây. Quay xuống. Đang xuống phải không? Ủa sao bay đi rồi? Quay xuống phòng. Ở đâu? Chờ nó quay đầu lại thấy. Ôi này. Chim ơi, xuống ăn thịt thỏ chim ơi, Thịt thỏ này chim ơi. Chim ơi, xuống ăn thịt thỏ nè. Mày không xuống tao cho mày ăn kiếm nha. Ủa nó quay lại. Nó quay lại nè, thịt thỏ rồi. Thịt thỏ này chim ơi, xuống ăn thịt thỏ nè. Chim ơi, xuống ăn thịt thỏ đi chim ơi. Cái đẹp nó lại bay chỗ khác đó. Chim ơi, chim đừng bay, ở lại đây đi. Ơi hay là. Hả? Dí theo. Rồi nó bay đi nữa rồi anh ơi. Phải rồi. Không có thịt thỏ, nó bay cao quá, không có thịt thỏ hay gì á. Ui, con quỷ chim này sao nó chảnh vậy? Nó là chim mà chứ phải chó đâu mà bị chảnh chó vậy, bị chảnh chim hả? Chim! Sao mỗi lần lại gần mày là bay chỗ khác vậy? Đúng rồi đây. Thịt thỏ nè, xuống ăn đi. Lại đây cưng. Ui, có hai con luôn. Xuống đây. Come on baby. Xuống đi mà, thịt thỏ nè. Thịt thỏ nè, xuống ăn đi. Lên cao tới đặt thịt thỏ lên cái phòng. Lên đây, đặt thịt thỏ đây nè. Em bị khát nước luôn rồi, từ từ để em tí. Gần chim lắm rồi. Rồi qua thịt thỏ đây, nhanh. Xuống đây đi. Nó không quan tâm luôn, nó không care luôn. Nó không care luôn. Nó không thèm quan tâm em luôn anh ơi, nó bay đi nữa rồi. 1 hour later. Xuống đây nào. Ôi hình như nó thấy anh ơi, hình như thấy rồi anh ơi. Ôi hình như nó thấy anh ơi, nó đang bay gần chỗ em nè. Ôi, thả ra, nó kìa. Ăn đi. Thả vô người nó luôn. Ăn đi con. Rồi, yes. Yes. Mày có đem cái gì không vậy? Yên hả? À, ngồi chờ đi, đến tao nhà tao lấy luôn yên cho, đợi mình ngủ đi. Trời ơi, các bạn ơi, mình đã có chim lại rồi. Mình không bị mất chim.
Trời ơi, bắt được nó rồi, bắt được nó rồi. Trời, kỳ lắm nha con có biết là ta cực khổ người ta mới bắt được con không con? Hả con? Trời ơi, thích phải, có con chim rồi các bạn ơi à. Để ngắm thử coi. Chim của mình là chim gọi là chim nâu các bạn ơi, phải không? Chim mình là chim nâu nha à. Ê Thông ơi, cái lúc dạ. mà em đang cửa em muốn con chim đáp số em được bấm ship nha. Ờ, biết rồi. Em bấm chữ ít á, bấm chữ ít á. Ôi, vậy là chúng ta đã có chim để bay lên trời các bạn ơi. Quá đã, trời. Ok, bấm dấu ít đúng không? À, chúng ta đã có chim rồi. À, một tí nữa mình giờ mình sẽ chế tạo cho mình gọi là một số cái gọi là cây gậy phép thuật nữa bạn ơi. Em đi chơi thuyền trên thao cầm viên. Trời là trời nóng quá mấy bạn ơi, trời nóng muốn chết luôn. Mà từ nãy giờ Anh có liền. Từ nãy giờ anh Rô chưa tới nữa, mình đang bơi dưới nước nè cho nó đỡ nóng nè. Đây anh qua liền. Trời ơi, nhìn mấy con chim nó bay bay trời nhìn đã quá. Mình đã thuần phục được một con. Ê con khủng long, mày đang làm gì con chim tao đó? Mày đang tính làm gì con chim của tao? Tránh ra. Mày tính làm gì con chim tao hả? Mày lại gần con chim tao làm gì? Đâu? Anh đâu? Ô Rô, hello Rô. Trời ơi Rô tới các bạn ơi. Trời ơi, ngầu quá các bạn ơi. Rô cười ngầu quá các bạn ơi. Ui. Ok. Có yên rồi. Có yên rồi các bạn ơi. À. Rồi gắn cho chim nha. Gắn vô cho chim đúng không? Cắm vô con chim nè. Sau đó là gắn cái này vô cho chim đúng không? Ôi, hình như con chim là nó xài bằng giáp giáp ngựa ha anh. Hả? Chim nó xài giáp ngựa sao anh ơi? Ok. Mình sẽ cưỡi thử nha. Ôi, ngồi lên được rồi nè. Mấy bạn ơi, mình ngồi lên nó rồi đó bạn ơi. Ôi, ngầu chưa. Bây giờ mình làm gì đây anh, làm cách nào mình bay? À, đây, anh biết cách chế giáp cho chim mà, biết cách chế giáp. Ô, mấy bạn ơi, nhìn mình nè. Ôi, mình đang cưỡi nè bạn ơi, mình đang cưỡi chim bay nè. Ôi, nhìn như rồng vậy. Ôi, từ nay là... Bắt chữ ít để hạ nha, đừng có giữ ship cho ba. Ok. Từ nay là mình với anh Siro là đã có chim để bay qua bay lại rồi. Quá đã luôn trời. Bay. Ôi ngầu vãi. Ôi ngầu vãi. Ok rồi đi xuống nào. Trời ơi có chim để bay các bạn ơi. Rồi. Cái nhà nè Phong, cho đầu chiếc cái nhà nè. Đó anh cái với em mở đứa một bên. Đấy. Ba một bên Phong. Phải hàng bên không? Không? Ok em để chim em bên đây. Ngầu. Ôi ngầu thật sự bạn ơi, trước cửa có hai con chim đang đậu. Trời ơi ngầu quá ngầu luôn thôi. Anh Rô này đánh giáp cho chim như này. Anh nghĩ là chúng ta có nên gọi là đặt tên cho con chim không? Nên. Ok mình đặt tên cho chim nha, để em lên em lấy cái thẻ tát đặt tên. Ok. Anh đặt tên cho chim của anh là chim khổng lồ. Chim khổng lồ. Còn em sẽ là chim bé tẹo. Hợp lý. Okay. Hợp lý vậy rồi. Ồ vậy cái này là cái giáp chim đấy hả? Đúng rồi. Ồ trời. Phải thêm hai cái lông nữa. Ờ à, ok. Ôi tính ra anh em mình chính là những người đàn ông đầu tiên đeo giáp cho chim. Nghe nó bừa. Nghe bừa. Những người đàn ông đầu tiên mang giáp cho chim. Vậy nồi. Họa mi cũng cần phải có giáp nha các bạn, không thôi là bị mất nha các bạn. Khoan từ để em xem coi. À bây giờ là mình đang nghĩ thế nào các bạn. Là mình đang có rất là nhiều que lửa ở đây. Và trong lần trước mình có ra một cái sa mạc. Và lúc đó hình như mình không có quay video, cho nên là mình không có quay cho mấy bạn xem. Nhưng mà mình ra cái sa mạc và mình bị tấn công bởi những con quỷ dê mấy bạn. Và khi mà mình giết bọn nó thì mình được cái đống lửa này nè. Và mình coi hình như là có một cái công thức để mình chế tạo ra được một cái gọi là gậy phép thuật. Đó. Có nghĩa là trong tập này chúng ta sẽ có được vừa thu phục được con chim mà vừa có cả gậy phép thuật luôn. Có nghĩa là mình sẽ có thể gọi là trở thành phù thủy trong cái game này các bạn ơi. Trời ơi, hợp lý. Cosplay phù thủy các bạn ơi. Đó, để xem thử nha, để xem coi cái gọi là gậy phép thuật đây. Gậy phép thuật đây. Cái gậy này là cần xếp mấy cái này xung quanh, sau đó là để hai cái que quỷ lửa cần 8 cái. Mình vừa đủ 8 cái luôn các bạn ơi. Hợp lý, ok. Xếp vào nè. Wow! Một cái que. Ok, mình đã có được một cái que phép thuật nè. Rồi, cái que phép thuật thứ hai là cái que này. Que này cần có vàng nè, xương với lại là ngọc Ender. Ok, để mình kiếm coi. Ngọc Ender mình có một cái nè. Mình lấy thêm một cái xương nữa nè. Và một cục vàng. Mấy cái tính là trong đây nó có sẵn công thức chế thì chúng ta chỉ cần đi kiếm nguyên liệu và chế thôi, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Không rồi. Sao đây? Chơi cái này nè. Từ từ để em tí. Ok, mình đã có được cây gậy phép thuật thứ hai. Đó, đâu anh cho em gì đâu? Đó. Đó là gì? Anh quăng dưới đất kìa. Ủa đâu? Cái rương hả? Ừ. Cái rương này mình để lên con chim đúng không?
Để lên con chim. À ok ok, giống như mấy con lừa các bạn. Đó. Rồi ok, bây giờ tiếp theo nữa để mình xem coi có cây gậy nào mình có thể chế tạo được nữa không. Cây gậy này chế từ gì đây? Ủa từ cái cục này thì mình chưa kiếm được, khi nào mình kiếm được thì mình sẽ chế. Còn có mấy cây gậy nhìn rất là lạ luôn. Ui, cây gậy của mình, cây gậy màu xanh của mình có thể nâng cấp thành cây gậy màu xanh dương các bạn ơi. Và cây gậy màu xanh với cây gậy màu xanh dương, cây nào mạnh hơn ta? Mình sẽ thử gọi là chế hai cây gậy luôn. Ok, mình sẽ chế thêm hai cây gậy luôn, một cây xanh dương và một cây xanh lá cây, để xem coi hai cây nó có sức mạnh như thế nào. Mình sẽ lấy thêm xương với lại ngọc ender và vàng nè. Rồi mình sẽ chế thêm một lần nữa nha. Đó, ok. Sau đó để chế thành xanh dương thì chúng ta sẽ cần có một viên kim cương và một cục vàng. Ok, chế được thêm một cái nữa các bạn ơi. À, rồi vậy chúng ta đã có được ba cây gậy. Ôi, khi mà mình giữ những cái cây gậy này trong tay thì mình thấy là mình có một cái hiệu ứng, một cái dãy hiệu ứng màu xanh bên dưới nữa các bạn. Không biết hiệu ứng này là gì ta. Đó, để mình xem thử nha. Bây giờ trước tiên mình sẽ đeo những cái cọng dây chuyền của mình vô đã. Có những cọng dây chuyền này đeo vào thì nó sẽ tốt hơn. Em coi là thấy gọi là không hiểu sao mà em có coi mấy ông YouTuber như là Ỷ Thiên TV nè, rồi Dũng Senpai á, em thấy mấy ổng chế tạo nhiều đồ hay lắm mà kiểu như là bọn mình kiểu là nướp quá, chưa có chế tạo được mấy món đồ đó, cho nên là bọn mình phải học hỏi từ từ các bạn ơi. Mình còn phải gọi là tìm hiểu cái game này nhiều nhiều. Đó, ok, bây giờ mình sẽ đi xuống mình test thử ba cái cây gậy phép thuật này thử nha các bạn. Ok. Ủa cái cây gậy đâu? Ok, cây gậy đây rồi. Đó, cây gậy này là trưởng ra lửa đó các bạn coi nè. Bùm, đó thấy không? Trưởng ra lửa các bạn ơi. Là cái này mình có thể sử dụng để đánh quái nè. Còn hai cây màu xanh lá cây với lại cây màu vàng với cây màu xanh dương thì mình chưa biết là công thức của nó là biến ra cái gì, để mình xem thử nha. Ô, nó ra cái hiệu ứng của Enderman nè. Ui! Ui! Nó chịu hồi ra mấy con cóc anh ơi. Mấy bạn ơi, hình như đây chính là cóc mà gọi là nó sẽ làm theo lệnh của mình, giống như là chó vậy bạn. Giống như là mấy con chó sói vậy đó. Mình quýnh ai là mấy con cóc sẽ quýnh người đó. Wow, hấp dẫn. Thử coi. Ok, bây giờ em sẽ thử quýnh rô thử nha. Ê. Quýnh rô thử nè, đứng lại. Thử quýnh cái thôi anh, thử quýnh cái coi con cóc nó quýnh anh không. Cóc anh, em đi thử coi con cóc nó đi theo em nha. Có. Hình như, ôi có nè, hình như mấy con cóc đi theo mình mấy bạn ơi. Ôi. Dịch chuyển theo luôn các bạn ơi. Em thử đánh con mực thử cái không? Em thử đánh con mực cái đây. Mực nè. Okay, từ từ. Lắc. Ok, rồi con mực đâu? Ok. Đánh con mực nè. Tấn công. Ủa sao nó tấn công? Ờ, này nó tấn công rồi nè. Ôi. Ôi. Có hai món một lần. Ôi. Ôi, em bị mất máu. À, con cóc này nó tấn công là mình không được đứng gần anh ơi. Mình đứng gần là mình sẽ bị mất máu lây luôn á. Ê, Phong ơi. Sao anh? Em mặc giáp cho cái con chim của em đi kìa. Ok, từ từ để em tí. Rồi, cái cây gậy màu xanh dương là chịu hồi con cóc nè. Để mình thử cây gậy màu vàng coi. Rồi. Chà. Cóc luôn. Cũng là cóc luôn. Ủa phải nói sao? Cóc level mấy? Cóc này là level 12.43. Ủa cái này phải level không? Máu nội, cái đó là máu. Ủa máu hả? Còn cái này 11, 77, 12. Ủa vậy tính là hai con nào mạnh hơn? Con kia mạnh hơn, con kia nhiều máu hơn. Nhưng mà không sao, miễn sao là em có thú cưng là được rồi. Mình là một trong những thanh niên gọi là sợ cóc mấy bạn ơi. Vậy mà trong game mình lại nuôi cóc. Mấy bạn thấy mình ghê không? Trời ơi, sợ cóc mà trong game nuôi cóc luôn mới ghê chứ. Nuôi cóc làm thú cưng luôn. Từ nay là không thanh niên nào dám quýnh mình nữa. Mình có cóc để hộ vệ, mấy bạn hiểu không? Hợp lý vậy. Ok, bây giờ là em sẽ gọi là mặc giáp cho con chim của em. Em sẽ mặc giáp cho họa mi của em. Ok, lít vô người nó nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái rương lên người nó. Là chúng ta sẽ có chỗ để rương nè. Tiếp theo nữa là mình sẽ gắn cho nó là giáp. Ui, họa mi của mình đã được mặc giáp mấy bạn ơi. Đó, họa mi của mình đã được mặc giáp rồi. Ủa gì vậy đâu? Anh làm không được ấy. Anh giữ luôn. Anh phải giữ luôn, sao đó anh thả ra. Ủa gì kỳ vậy? Sao đâu làm được ta? Ủa sao kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Hay là phải đứng gần gần nước mới làm được hay sao? Magic level 8. Đâu em đứng dưới đây em thử chạy hồi, em thử chạy hồi coi. Ôi, ui, nhìn trên người em có gì nè rồi. Ờ, em làm thì có cái đó, anh làm không có. Wow, chịu hồi. Siêu cấp. Bùm. Ra lần làm có cái đó. Ra lần ba con luôn. Ủa trong người em có cái chai gì? Em trong người em có cái gì mà em lại xài được cái đó vậy? Ờ, em đâu biết đâu, trong người em đâu có gì khác nữa đâu. Không được. Ủa sao kỳ ta? À vậy là rô là chưa đắc tạ
đạo rồi, mình là mình thuộc dạng là đắc đạo, các bạn hiểu không? Mình là thuộc dạng là mình là tu hành là mình mới chịu hồi được, hiểu không? Cho anh mượn cái cây màu xanh đi. À, cây màu xanh gì? Ừ, cái đó. Cây này hả? Ok, cây nè. Ủa sao Saro chịu hồi không được ta, kỳ á? What? Ủa kỳ á, sao mình chịu hồi được đó không chịu hồi được ta? Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết lý do vì sao mà anh Rô không chịu hồi được, mấy bạn nhớ bình luận mình biết nha. Phải nồi ông Rô không chịu hồi được. Ok, và các bạn ơi, và trong tập này mình và anh Siro đã gọi là tìm được Hỏa Mi đó, mình và anh Rô đã tìm được Hỏa Mi biết bay các bạn ơi. Đó, và sau đó bọn mình đã gọi là chế tạo được những cây gậy phép thuật nè các bạn, đã các bạn thấy không? Đó. Và mình nghĩ rằng là trong những tập sau thì mình sẽ gọi là đi giết rồng rồi đi làm đủ thứ luôn. Và mình nghĩ là video này đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Siro Official để đăng ký ủng hộ cho anh Siro Official nha. Và đừng quên là đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nữa nha mấy bạn. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.